Số 8, Aungin. Số 9, Min Thu. Số 10, Coco. Số 11, Bin Sulaiman. Số 10, Idris. Số 11, Tarif Najib. U23 Brunei và có được 2 bàn thắng trong hiệp 2. Đó là một kết quả xứng đáng. Rất nguy hiểm, như vậy là lưới của U23 Brunei đã bị rung lên. 1-0 cho U23 Myanmar. Và đó là pha làm bàn của Kio Zaya. Pha đá phạt rất tốt của cầu thủ mang áo số 14 bên phía U23 Myanmar. Đó là một cú đá phạt bằng chân phải. Kio Zaya đã nhằm góc liên tiếp cho các cầu thủ Myanmar. Đánh đầu. Tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ Myanmar. Đó là pha lập công của Min Thu. Và Min Thu đã có được bàn thắng thứ hai của anh tại SEA Games năm nay. Min Thu đã hầu như rất thoải mái trong tình huống đánh đầu của mình. Min Thu đã chọn đúng điểm rơi. Hakang và Birakim đã không thể bắt dính bóng. Rất may là đã không có một cầu thủ áo đỏ nào chạm bóng. Dứt điểm. Không vào. Nhưng cuối cùng thì lưới của Brunei cũng bị rung lên lần thứ 3. Tưởng như vừa rồi bóng đi ra ngoài, nhưng cuối cùng đã có được pha lập công thứ 3 cho các cầu thủ U23 Myanmar. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Mặc dù thủ môn Birakim đã rất nỗ lực để ngăn cản bàn thua cho Brunei, nhưng anh đã không thành công. Một pha phối hợp rất tốt của các cầu thủ Myanmar. Đó là pha phối hợp giữa Aung Min và Coco. Coco đã dứt điểm chính xác. Sau cú ghim bóng, Coco đã pha lên bóng của Kilin. Rất nhịp nhàng. Rồi. Thêm một bàn thắng nữa cho Myanmar. Tỷ số là 4-0. Đó chính là pha ghi bàn của Kilin. Kilin chính là cầu thủ. Và họ đã ghi thêm được một bàn thắng nữa. Lại lần nữa hàng phòng ngự của Brunei chơi không tốt. Họ đã để cho Kilin quá thoải mái. Cú đá bằng chân phải của Kilin.